lỡ thích bạn thân em rồi, kêu em mua giùm món quà khác tặng bạn thân em đi. Em mua quà giùm bạn đó tặng bạn thân em luôn. Một ngày đẹp trời, em nhận được một lá thư tỏ tình khá là dài dòng xoắn xúa. Em đọc vô em thấy nó kỳ cục quá, em nói trên đời là những người tỏ tình kỳ cục vậy. Em tưởng mà nó giỡn với em vậy. Em trả lại thư, em quýnh mà nó một cái, xong bạn nó bỏ chạy. Em rồi cái thôi, quýnh bạn nó mấy vòng sân trường. Xong tới giờ em với bạn nó không liên lạc nữa. Rồi em hiểu nguyên nhân là sao em ế tới giờ chưa? Mời em gái giới thiệu trước. Dạ, đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể mọi người đang xem chương trình ạ. Em tên là Võ Nguyễn Hương Thảo, năm nay 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Long An. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu tại quận 10 ạ. Mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em họ tên đầy đủ là Đặng Thanh Phong, năm nay 29 tuổi, công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch. Quê của mình là ở Long An và hiện nay sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, vậy rồi à. Cùng quê rồi ha, quá hợp lý luôn. Em giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, những cái điểm mạnh với điểm yếu của mình đi cưng. Điểm mạnh của em thì khá là tự tin, mạnh dạn, sống độc lập. Còn điểm yếu của em thì tính của em hơi nóng, với lại em nói khá nhanh. Mình có tật xấu gì không? Tật xấu chưa nghĩ ra chưa? Chưa nghĩ ra rồi. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là nói nhiều, đặc biệt đó là thích chụp hình cho người khác. Điểm yếu của mình là nóng tính, khi nóng tính vào mình không có thể hiện ra, mình cứ im lặng, hỏi gì mình trả lời đó. Đó là tật xấu của mình. Ủa đó đâu có gì xấu, em đó là tốt đó. Nhưng mà cái em hay thể hiện trên cái nét mặt là nó khó chịu á. Dạ. Khó chịu hả? Dạ, có nghĩa là mặt em hầm hầm. Bạn bên kia rất là nóng tính. Dạ. Bạn nhìn cái mặt em hầm hầm, bạn nóng thêm nữa. Em thích người con gái nóng tính hay là con gái dịu dàng? Em thích người con gái dịu dàng, nhưng mà có cá tính tí xíu. Dịu dàng có cá tính. Dạ. Còn nóng tính thì sao? Lúc mà nóng lên thì phải có người nhịn thì nó mới người tốt hơn. Kia là la đó. Dạ, thì lúc đó em sẽ nhịn. Rồi, tốt. Dạ. Rồi, còn tình trường mình sao em? Tình trường em là thâm niên ế 23 năm rồi chị. Cái gì? Là chưa có mối tình nào hết rồi hả? Dạ, chưa có mối tình nào, chỉ có một lần yêu đơn phương với lại một lần tự mình từ chối người ta tỏ tình. Còn ngoài ra là chưa có mối tình nào dắt dây. Bữa vậy? Đơn phương gì sao? Lúc đó còn nhỏ xíu hà, năm đó em học lớp 5, xong em thích bạn ngồi kế bên. Trời đất ơi, học lớp 5 hả? Xong cái Valentine em tặng cho bạn nó cục sô-cô-la. Nó bơ em luôn, cái em bơ nó luôn. Đâu có đâu chị, em cao thượng lắm. Bạn nó không có bơ em mà bạn nó nói với em là bạn nó lỡ thích bạn thân em rồi, kêu em mua giùm món quà khác tặng bạn thân em đi. Em mua quà giùm bạn đó tặng bạn thân em luôn. Rồi còn cái người mà em từ chối người ta? Năm đó học cấp 2, xong một ngày đẹp trời, em nhận được một lá thư tỏ tình khá là dài dòng xoắn xúa. Em đọc vô em thấy nó kỳ cục quá, em nói trên đời là những cái người tỏ tình kỳ cục vậy. Em tưởng mà nó giỡn với em vậy. Em trả lại thư, em quýnh mà nó một cái, xong bạn nó bỏ chạy. Em rụt theo, em quýnh bạn nó mấy vòng sân trường. Xong tới giờ em với bạn nó không liên lạc nữa. Rồi em hiểu nguyên nhân tại sao em ế tới giờ chưa? Chắc tại vậy nên em ế chị. Rồi, người ta tỏ tình với mình không chịu thôi, tự nhiên mình quýnh người ta, mình rượt người ta là sao? Tại vì em có biết đâu, em tưởng đâu bạn nó giỡn mà. Rồi không lẽ từ cái khúc đi học xong ra tới bây giờ đi làm mà cũng không ai để ý mình luôn? Chắc tại lần đó em đuổi duyên giận. Tới giờ nó đuổi em đuổi duyên nên duyên giận luôn phải không? Ca này khó à. Khó lắm. Là bây giờ là chưa nắm tay, chưa có hung, mỗi nụ hôn đầu đời là chưa có luôn hay sao? Chưa có nụ hôn đầu đời luôn. Chưa có luôn. Rồi. Bây giờ anh mà bấm nút là anh làm mối tình đầu của em đó. Bấm nút là hung luôn đúng không? Không, không được chị. Sao không được? Nói từ từ chứ. Không, lên chương trình này bấm nút là hung đó. Chị kỹ nha, nghiêm túc vào đây, không ai giỡn đâu nha. Dạ. Rồi bắt công rồi bấm rồi không cho ta hung rồi rượt rồi quýnh người ta nữa là không được à? Thôi, cái đó là hồi xưa trẻ trâu, bây giờ hết trẻ trâu rồi. À vậy là bây giờ em bấm là em hung, em chủ động em hung người ta. Nhất ký vậy nha. Em trai bên kia nghe tình trường của bạn gái mình cảm thấy sao em? Em thấy bạn ấy hơi hơi ế. Ế quá trời. Hơi ế là sao? Quá ế. Hả? Em cũng cùng cánh ngộ giống vậy. Là sao? Là em cũng trải qua hai mối tình. Nhưng mà mối tình là em yêu đơn phương, nhưng mà tỏ tình em bị thất bại do lúc đó em là sinh viên. Hai đứa y chang với nhau luôn đúng không? Dạ. Em nay là tuổi con gì? Dạ em tuổi con ngựa. Con ngựa. Cô gái tuổi con gì vậy ta? Dạ em tuổi con heo. Ngựa heo. Ngựa. Heo ngựa. Bây giờ em muốn tìm một cô gái thế nào? Thứ nhất là cô gái này hiền, hiểu chuyện. Đặc biệt cái điều của quan tâm niệm nhất là có hơi có cơ bắp tí xíu. Kỳ vậy? Lấy vợ có cơ bắp hả? Ủa sau đó giờ đây cái điều kiện lạ nha. Dạ có cơ bắp là có nghĩa là cùng sở thích với em. Là em rất là thích chơi thể thao.
là có nghĩa là người phụ nữ gồng lên là con chuột rồi nó nổi lên đó hả? Vừa vừa thôi chị, không cần phải to quá. Trời đất ơi. Rồi thích gì nữa? Dạ có biết nấu ăn tí xíu. Nấu ăn chút xíu, thằng gái nào cũng biết nấu ăn hết trơn á. Có thể là thông cảm cho cái công việc của em là hay đi nhiều. Em đi đâu? Dạ em làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn khách đi nước đi du lịch đó. Thí dụ bây giờ em đang có bạn gái rồi. Dạ. Em đi du lịch em gặp một cô gái rất đẹp đi chung với em, cô ấy có tình cảm với em, cô ấy là người chủ động tấn công em, thì em sẽ làm gì? Dạ nếu đó đặt ra hai trường hợp em có người yêu rồi thì em sẽ nói thẳng với cô đó là em đã có người yêu rồi. Xạo, không có anh nào mà đi nói chuyện với một cô gái mà đẹp dễ thương mà nói tôi có bạn gái rồi. Dạ tại vì tính của em là hay thích sử dụng đồ ít có đổi á. Chẳng hạn như em mua một cái điện thoại, em xài chừng nào mà điện thoại nó cảm giác là nó muốn hư á thì em mới đổi. Ý em là chung thủy ha. Dạ đúng rồi. Đó là đổi điện thoại thôi. Dạ người ta có câu là nói là đổi điện thoại như đổi bồ đó, nhưng mà để điện thoại là giống như là mình chung thủy. Dạ cô gái bên kia nghe chưa ta? Dạ nghe. Rồi em rồi. Sao em chọn một cái người bạn trai như thế nào? Bạn trai em là phải biết chơi thể thao. Chơi thể thao? Dạ. Em có chơi thể thao không? Dạ có. Em có chuột không? Nhưng mà em không có chuột. Em không có chuột hả? Vậy là em chơi chưa đủ đô, em phải chơi mạnh lên. Bạn trai của em cao cao tí, ít nhất cũng phải 1m73. Dạ, em cao nhiêu? Dạ, em cao 1m68. 1m68? Wow. Rồi bên đây cũng cỡ 86 trở lên đó em. À, vậy được rồi anh. Tốt, yên tâm đi. Gì nữa em? Dạ, mắt to to tí. Có mắt to. Không hết undercut. Gì? Cái gì? Undercut là cạo hai cái đường trắng như nè. Xong rồi vú keo lên. Thích hay là không thích? Dạ không thích. Không thích. Không thích. Cái này là cái kiểu gì em? Cắt undercut rồi. Có hai cái đường cắt thôi. Bên kia có hai đường rồi kìa. Vậy về anh có để tóc dài lại được không? Để như thế nào em? Có nghĩa là che cái đường đó hay là để tóc thích con trai tóc dài? Dạ không, vừa vừa thôi chị. Nói chung tóc kiểu nam bình thường là được. À, em không thích cái gì ở người bạn trai nữa? Không thích bạn gia trưởng, thích áp đặt, với lại hơi ích kỷ là không em. Tại vì em là người tính rất là rộng rãi nên là không có nên chấp nhận những cái chuyện nhỏ. Hello. Dạ, chào anh. Chào con gái xinh đẹp. Dạ. Nhưng người ta nói phụ nữ gần người yêu, gần chồng thì phải nhũn như con chi chi vậy đó. Giả bộ gọi là nhũng nhẽo rồi kia chồng mới thương chứ cái gì cũng cá tính quá sao được. Dạ thì lúc nắm lúc buông anh. Căng đó nha. Ghê vậy, dạ, hơi ghê. Dữ lắm á. Nhưng mà bây giờ em ghen không? Chắc không hay ghen bậy đâu chị. Không ghen bậy. Ví dụ bây giờ ảnh đi tour đó rồi ảnh dẫn khách đi là điện thoại ảnh nhiều khi có những lúc là nó sẽ mất sóng. Lúc đó em đang có một cái nghi ngờ là có một cái cô nào đó em thấy cổ đăng lên Facebook cái hình mà có chồng, có chồng em trong đó nữa, thì lúc đó em sẽ xử trí như thế nào? Khi mà mình yêu cầu công việc của mình là mình phải tiếp xúc với khách hàng nữ, mình phải gặp khách du lịch, thì việc mình vui vẻ nói chuyện với họ hoặc là đi uống một vài ly cà phê không sao. Nhưng mà đừng có tiếng xe. Có đi uống cà phê được luôn hả? Oh. Uống cà phê cho đông người mà chị. À, vậy là em quá rộng rãi rồi. Vậy dạ, là được. Em là người rộng rãi lắm. Chỉ là ghen đúng mới ghen đúng không? Dạ. Cái gì quá đáng thì không được. Chào em. Dạ em chào chị. Rồi cái tóc này là cắt lâu mau rồi? Em mới đi cắt đây để quay chương trình. Trời đất ơi. Có nghĩa là cố tình làm tạo ấn tượng để đi quay chương trình. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bị áp phê ngược. Đất quốc. Chúc quốc. Mốt lấy về mình có cần làm dâu không? À, theo em thì em không cho vợ em làm dâu. Người lớn tuổi sẽ rất là khó tính. Hả? À, em muốn cho là lâu lâu về thăm nhà thì tình cảm nó sẽ quý hơn. À, em là tập thể dục, tập gym rồi dữ lắm mà sao lại thích phụ nữ có chuột? Thích để có người đi tập chung, tại em tập mình buồn quá. Mà thường có nhiều bạn gái lên chương trình mà muốn hẹn hò nó, mấy bạn trai thời giờ mà tập gym nhiều là hay bê đê lắm. Dạ không, em là đàn ông. Chắc không? Làm sao biết để đàn ông, lấy cái gì để chứng minh em là đàn ông? Dạ, nếu mà bên kia muốn chứng minh thì em chứng minh cho bên kia thấy. Chứng minh bằng cách nào? Dạ. Thì gặp nhau nhiều thì sẽ biết. Không, bây giờ chứng minh ngay đây nè, để người ta quyết định ta chọn mình hay không nè, là chứng minh bằng cách nào? Bây giờ em mặc gì em đâu có show được cơ ra đâu mà. Trời, cái cơ liên quan gì tới cái cơ liên quan gì đến chuyện men hay không? Ngồi suy nghĩ đi, lát nữa sao chứng minh cho cổ biết là mình có men hay không nha. Và chị thấy cũng hợp lý rồi đó, cũng được. Dạ. Tướng tá là cao ráo. Dạ. Được đó ha. Rồi bây giờ mình đi với ai? Dạ em đi với mẹ, gia đình sếp với gia đình bạn em. Dạ có chào cô ạ. Cô xin chào MC Quyền Linh. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Thì qua quan sát của mình hồi nãy giờ á, thì góc độ khách quan á, thấy hai đứa cũng có nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như hai đứa đều thích chụp ảnh, Thảo cũng thích chụp ảnh. Thích thể thao, Thảo cũng thích thể thao. Nhưng mà cô thấy ở đây có cái hơi khó một chút. Bên trai á, thì đi du lịch, còn bên gái thì nhân viên bán hàng. Mà lại nhân viên bán hàng xuất khẩu nữa. Nhiều khi sau này công việc có thể đi xa, đi lâu. Con cô nghĩ là nó sẽ không ghen con rồi đó. Cô có ghen ngược lại bạn mình không?
Con thì không có ghen bậy. Về cái chuyện riêng tư bạn bè thì con không có xen vô. Con không muốn vợ mình làm dâu, nhưng mà thí dụ như khi cưới về á, con bé này nó hợp với mẹ, mày muốn nó ở với con, thì lúc đó con suy nghĩ như thế nào? Con sẽ mời mẹ con lên ở một thời gian, mẹ con cũng về lại, tại vì ở thành thị nó không quen, mẹ con không thích thành thị, thích ở dưới quê nó yên tĩnh hơn. Thì với bản thân cô á, thì có một mình cháu Thảo thôi, nhưng mà thực tế cô cũng nói thẳng, cô cũng không có ý nghĩ là ở rể, cái này cũng nói thẳng, nơi nào để tụi con thuận tiện, phát triển kinh tế rồi ổn định hạnh phúc gia đình gì đó, thì tụi con cứ theo ý của mình. Cô nghĩ là hai đứa nên cho nhau cơ hội đi, tại vì hai đứa đến đây cô nghĩ là cũng là cái duyên rồi đó. Rồi, rồi xin cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay đi với em họ. Xin chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Thì theo quan sát chị nãy giờ anh thì thấy ok đó anh. Về cá tính của hai người em thấy cũng ok. Hai người đều có tính tự lập hết, cho nên em thấy là nên cho nhau cơ hội nè. Xin hết. Rồi, cảm ơn con rồi, nhiều. Cảm ơn. Bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nhau đi ha. Mở rào. Chào em. Hôm nay rất vui là được biết em. Dạ, em cũng rất vui được gặp anh. Em có món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ, đây là món quà anh đi du lịch nhiều nữa, anh siêu tầm tặng cho em. Đây là 4 con linh vật Long Lân Quy Phụng. Dạ, em cảm ơn anh. Em có hay thích đi du lịch hoặc là đi xem phim vào cuối tuần hay không? Đầu tiên mà em nghe anh nói là anh làm hướng dẫn du lịch là em thích rồi. Tại vì em rất là thích đi du lịch, thích đi xem phim. Nói chung là em là một con người hướng ngoại, em thích xã giao. Em có suy nghĩ như thế nào về một người hướng dẫn viên như anh hay không? Suy nghĩ như thế nào là về việc anh đi nhiều? Đúng rồi. Đi thì được nhưng đừng bỏ bê gia đình là được. Khi mà mình muốn có định hướng phát triển tương lai nhiều hơn á, em nghĩ là anh nên chọn một công việc ít đi hơn một chút, thì nó sẽ tốt hơn cho về việc mình chăm sóc gia đình. Anh thì cũng có ý định là sau này thiên hướng về nghệ thuật tí xíu và làm về kinh doanh, thì em cảm thấy là có hợp với cái suy nghĩ của em hay không? Anh muốn làm nghệ thuật nhưng mà về mảng gì mới được? Anh muốn dẫn chương trình cho mọi người xem thôi. Ok. Chung là em cũng rất là thích sân khấu, thích nghệ thuật, thì em sẽ ủng hộ người đồng hành với mình làm nghệ thuật nếu mà có duyên á, biết đâu mình sẽ được dẫn chung chương trình. Hay trời quá, hy vọng là sẽ có dịp như thế. Thôi hai đứa qua ngồi hai ghế luôn đi. Đi xuống luôn. Em có biết đi catwalk không? Dạ. Nếu mà anh không ngại em mời anh đi với em một đoạn ha. Ok. Để thử coi xứng đôi không. Nào, cho chúng tôi một chút xíu music. 2, 3, bắt đầu. Lên quay một vòng nha. Trời ơi, nhìn nó đã lắm chứ bộ, giỡn hả? Được không ạ? Rồi, cảm ơn cặp siêu mẫu. Anh đi nhiều vậy rồi, hẹn lúc nào đi anh? Anh sẽ chủ động, sẽ là để cái lịch hẹn ra. Em rảnh lúc nào thì anh sẽ hẹn em thời gian đó. Thì em thấy cái lịch hẹn vậy nó có hợp lý không? Dạ, nói chung là hai đứa mình sắp xếp được lịch hẹn là được. Em thích con đầu lòng là con gì? Trai gái đều được anh. Anh lại thích con trai đầu lòng nhiều hơn. Dạ. Tại vì con trai đầu lòng giống bố thì đi ra đường sẽ tự tin và vui hơn. Nhưng mà có trai có gái thì nó sẽ vui nhà vui cửa. Nói chung là đẹp thì là anh trai em gái là một... Em thích gia đình là có anh trai em gái. Dạ. Dạ. Không có dễ đâu mấy cưng. Còn phải muốn là được đâu mấy cưng. Thì mình cứ ước muốn đi, còn thực tế thì nó tính sau. Bây giờ hai người cứ nhìn thẳng vào nhau, cho thêm 30 giây nữa, mỗi người hãy nói một cái câu nào đó nó thật lòng nhất mình muốn nói, một điều gì đó để cho mình thuyết phục được đối phương cảm nhận và có bấm nút để hẹn hò với mình hay không. Hôm nay anh cũng rất là vui khi được biết em. Hy vọng anh sẽ được có cơ hội để gặp em trong những cái thời gian sắp tới nữa. Hôm nay em cũng rất là vui được gặp anh, thì em mong là hai đứa mình sẽ cho nhau thêm cơ hội để tìm hiểu nhau. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn.
Đây nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Chúng ta bấm nút là để hẹn hò, yêu đương, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Chúc mừng các bạn. Rồi em. Nào, nắm tay nhau đi. Em hãy nói với mẹ điều gì đi. À, chào bác. Đó. À, hôm nay cho con mạn phép nắm tay con gái bác trước các anh chị ở đây đúng không ạ? Nắm rồi mới nói. À, con thì cũng hy vọng là bác sẽ cho tụi con sẽ có thời gian để gặp gỡ nhau nhiều hơn. Và sẽ nếu mà có duyên thì mình sẽ đến với nhau. Xin cái hôn, nụ hôn đầu đời của cô gái. Trời ơi, ông không xin luôn, ông toàn là làm trước, ông xin sau. Vậy cho con hung con gái bác nha bác. Nói gì vậy? Không xin, không còn thở lỗ tai nữa, để nó nói gì đâu, mới hung. Em mong muốn là bạn trai phải đô. Đô, cái dạ. Gì? Đô hả? Dạ, đô và cao. Trời, đô dữ rồi nha, bắt tay chứ yêu cầu gì không? Dạ, gọn gàng. Gọn gàng? Không hỏi. Không hỏi. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi đi bạn. Rồi, mình giới thiệu đi em gái. À, dạ, em xin chào chị Cát Tường. Em chào anh Quỳnh Linh, chào bạn nam bên kia bức rèm và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Trương Thị Phương Nhung, năm nay em 28 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Vũng Tàu. Hiện tại em đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kế toán và em sống tại Biên Hòa. À, quê thì Vũng Tàu, sống Biên Hòa, làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Vậy em đi làm đi về mỗi ngày à? Dạ đúng rồi ạ. Đi bằng xe công ty? Dạ không, em tự lấy xe máy ạ. Tự lấy xe máy đi Biên Hòa mỗi ngày lên Sài Gòn? Dạ. Sài Gòn làm ở quận mấy? Dạ em làm quận 2. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ em chào anh Quyền Linh. Em rồi chào em. Chị Cát Tường. Và chào bạn nữ ở kế bên. Và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Vũ. Em năm nay là 30 tuổi. Em đến từ Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và hiện tại thì em đang làm là nhân viên kinh doanh của thiết bị quảng cáo ở bên công ty ở Tân Phú ạ. Ưu khuyết điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, hòa đồng, hay cười. Còn khuyết điểm của em á thì trong vấn đề nấu ăn á thì em là khá là vụng về. Tại vì em sống với mẹ nên hàng ngày thì mẹ làm hết. Dạ đúng rồi. Em không có dùng đũa. Em dùng cả thời thanh xuân của mình để mà gắp hành. Là sao? Dùng em cả... không có ăn hành đó chị. À. Dạ, nên em dùng cả một cái thời thanh xuân của em chỉ để gắp hành thôi. Bỏ ra đó. Dạ đúng rồi. Không có dùng đũa sao gắp? Dạ em dùng muỗng. Múc ra. Dạ đúng rồi. Không biết cầm đũa. Dạ đúng rồi. Mẹ ăn cơm là ăn với muỗng, bằng muỗng thôi. Dạ muỗng và nĩa. Muỗng và nĩa. Dạ. À. Ngoài không thích ăn hành em không thích ăn gì nữa? Dạ em không thích ăn các loại dưa, dưa hấu, dưa leo, nói chung là tất cả các loại dưa em đều rồi, không ăn. Dạ gì rồi. Rồi và... ngoài không thích ăn dưa leo, không thích ăn, gì nữa. Dạ em không ăn chuối. Trời ơi, cô này lạ gì trời. Đi qua coi cái sao lạ vậy. Dạ em chào anh. Dễ thương quá. Nhưng sao không thích ăn dưa? Thí dụ giờ ăn thử trái dưa leo được không? Em có giờ ăn thử chưa? Dạ chưa. Dưa luôn. Em không thích ăn à. Em không thích loại dưa luôn. Không thích rồi. Nấu cũng không ăn nữa. Dạ đúng rồi. Chuối là ngon lắm mà ăn không được hả? Dạ em không thích ăn chuối. Nếu như mà chuối chiên á thì em ăn cái vỏ bên ngoài. Còn cái chuối ở trong là em không có ăn. Cái đó là cái bột thôi. Dạ hả? Đúng rồi, em ăn chỉ ăn bột chiên bên ngoài. Không ăn chuối. Dưa leo với chuối, dưa hấu là những cái loại trái cây rất là bổ. Dạ. Ăn nó có nhiều chất xơ mà sao không ăn em? Dạ. Cái này anh mới lạ đó nha. Thôi ráng ăn đi. Những món ăn đấy là có tốt, cũng tốt cho sức khỏe mà Nhung nhỉ? Tốt đúng không Vũ? Vâng. Cũng có nhiều cái đặc biệt rồi đó. Dạ. Trong cái tình trường mình có gì đặc biệt không? Dạ thì em trải qua 2 mối tình. Một mối tình là thời sinh viên. Còn một mối tình là kéo dài 6 năm. 6 năm? Dạ, chia tay được gần 2 năm rồi. Lý do sao 6 năm mà chia tay? Phần là do khoảng cách. Với lại chắc có lẽ là em là một người khá là khó tính. Nên bạn trai đó cũng hơi bị áp lực. Nhưng mà ai là người chủ động chia tay em? Dạ, cả hai tự ra đi. Cả hai luôn, 6 dạ. năm trời. Một chặng đường khá dài ha. Còn Vũ? Em trải qua một mối tình cũng chia tay được cách đây cũng 3 năm rồi. Lý do tại sao chia tay Vũ?
Dạ cũng giống như bạn nữ ở bên đó ạ. Tại vì cũng có một cái khoảng cách về xa. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào em? Dạ em mong muốn tìm một người bạn trai là phải luôn biết lắng nghe, quan tâm, chia sẻ. Còn gì nữa em? Dạ em không thích người bạn trai là gia trưởng hút thuốc. Dạ. Có hút không? Dạ không anh ơi. Có gia trưởng không Vũ? Dạ cái này chỉ có ít ít thôi, có một số. Vâng, thì khi nào mà ví dụ như là cần một cái chứng kiến gì đó thì mình cũng phải đứng ra. À, mình có ngoại hình đó sao em? Ngoại hình không? Dạ em mong muốn là bạn trai phải đô. Đô? Cái gì? Đô bao nhiêu hả? Dạ đô và cao. Trời đô dữ rồi nha, bóc tay chứ yêu cầu gì không? Dạ gọn gàng. Gọn gàng. Không hói. Không hói. Chào chị. Không, cái điều kiện này tôi bó tay rồi. Anh Linh gỡ đối giùm em chứ. Còn gì nữa không em? Cạn lời. Còn gì nữa không? Đô. Dạ. Không hói. Dạ. Mắt mũi miệng. Dạ, dạ. Ưa nhìn là được. Ưa nhìn. Dạ. Thích ưa là nhìn, còn không ưa khỏi nhìn. Vậy thôi. Rồi có cái điều gì em không thích một người bạn trai không? Hay càm ràm, hay là không có chính kiến, không có tự lập, không có quyết đoán đó chị. Hô là không hô ha, mà cũng hơi chu chu ha. Hơi nhọn nhọn giống trên cô, chắc cái gì chơi em nha. Trên cô hả? À vậy đúng rồi, trên cô. Cao mét mấy? Dạ em cao mét 7 chị. Mét 7 vừa đủ chuẩn ha. Vừa đủ chị. Cái kia thì thôi cũng không cải thiện được đâu. Hỏi, có hỏi. Hô có hô hơi hơi. Có, nói gì ta có duyên là được rồi đúng không Vũ? Vâng, quan trọng là em hay cười, vui vẻ là được ạ. Nhưng mà lý do sao để tóc em ít quá vậy? Dạ, cái này để đỡ tốn xà bông chi phí cải thiện được anh ạ. Bây giờ nè, bây giờ mình phải lấy cái khác để bù cái khác. Dạ vâng. Bây giờ thì em có điểm mạnh gì em nói chị nghe để thuyết phục được bạn, để lấy được vợ em nói chị nghe. Dạ cả. Vâng, thì trước khi đến chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát. À. Thì cũng để gửi tặng cho bạn gái kế bên, cũng gửi hát, cho hát anh chị nữa, và... mở ra cho cổ coi nữa. Giờ đây đang chị đang coi mắt em thôi. Chừng nào em lập gia đình, em chuẩn bị gì để cưới chưa? Cưới về ở đâu? Kế hoạch phát triển cuộc sống như thế nào? Đó. Dạ vâng, thì cái này thì em cũng có một cái ưu điểm thì tại lúc nãy em cũng chưa nói. Tính tình thì vui vẻ, sở lợi và hòa đồng, cũng rất là tự tin. Rồi. Và như thế thì em cũng có thể là tự tin để giao tiếp được với bạn gái. Bao lâu nữa kết hôn? Nếu mà trong tìm hiểu thì khoảng có một năm nữa. Mình chuẩn bị những gì chưa? Thì em vẫn sinh sống ở bên chỗ chú ạ. Người chú của em ở Tân Bình. Em cũng có cái sự chuẩn bị chi phí để đám cưới. Thì này kia thì em cũng có tiết kiệm được một khoản. Rồi. Em định hướng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nên năm ra là vấn đề về làm dâu thì chắc chỉ có những ngày Tết thôi. Mình có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì em cũng hơi nóng tính một chút. Và ngủ ngáy. Ngủ ngáy? Dạ. Ngáy dữ không? Dạ ngáy như tiếng gầy đàn nhẹ nhẹ thôi ạ. Nhẹ nhẹ thôi. Vâng ạ. Cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Dạ xinh xắn, nhỏ nhắn, xinh xắn ạ. Bạn gái là biết ứng nhân đối xử tốt với lại mọi người, với lại về ba mẹ đô bên. Rồi. Em thấy là như vậy là được phù hợp. Nãy giờ là chị cho em nhiều cơ hội đó ha. Dạ. Để mình có thể mình khai thác ra được, mình phô ra được những dạ cái điểm mạnh. Vâng, em cảm ơn chị. Hy vọng là nãy giờ bạn gái cũng đã lắng nghe được những cái gì bạn trai chia sẻ rồi ha. Anh nói với bạn gái bên kia là Vũ ở đây rất là tự tin. Chỉ có dùng đất này cây cỏ nó hơi yếu chút xíu thôi. Ha? Không có lo cái chuyện đó. Nhưng rồi. Quan trọng ta yêu thương mình được rồi. Nhưng cố gắng về tập ăn trái cây này kia đi nha. Dạ, nhưng mà em cũng nóng tính mà anh đó cũng nóng tính thì là... Anh này nói vậy thôi, chứ ảnh hiền lắm. Em nhìn mặt đi thấy hiền liền à. Hôm nay mình đi với ai ha em? Dạ, em đi với mẹ, với dì, em gái và bạn. Dạ, dạ chào, chào dì. Dạ, em xin chào MC Quỳnh Linh và MC Cát Tường. À, xin chào và dì. Xin chào bạn Nam. Và xin chào toàn thể khán giả trong trường quay hôm nay. Em là dì của Nhung. Thì theo như em nhận xét về bạn Nam này thì bạn cũng là vui vẻ, nhìn thì kiểu như hiền và cũng là chắc là nói nhiều. Dạ. Lấy vợ mà một người vợ của mình mà kém nấu ăn thì bạn có chấp nhận không? Khi mà đã là vợ chồng thì có thể là san sẻ nhau, thì con cũng tự tin con nấu ăn được. Và xin cảm ơn bạn Nam. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em chào anh. Anh yên tâm đi, chị Nhung của em nhìn nhỏ nhắn vậy nhưng mà chị sống rất là lạc quan và vui vẻ. Em mong anh và chị cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn. Thế thật thì em cũng mong có anh rể lâu lắm rồi. Nhưng mà em nhận xét anh rể tương lai này được không? Có đủ chuẩn của em không? Anh cũng cao to thì có nhưng mà chị Nhung, chị hai của em để chị hai nhận xét đi. Em mong anh có thể nhường nhịn chị. Em cảm ơn. Người con gái không? Rồi Vũ đi với ai Vũ?
Dạ, hôm nay em đi với chú Thím, người em và người bạn của em ạ. Chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh và quý vị khán giả. Cháu nó sống với tôi ở Sài Gòn từ hồi sinh viên cho đến bây giờ. Cháu thì rất là hiền lành và rất chịu khó trong công việc, làm rất tốt việc nhà. Đó là những cái ưu điểm của cháu. Thì tôi thấy cháu gái cũng rất là xinh đẹp và có những cái nó phù hợp với lại cháu Vũ nhà tôi. Tôi cũng mong rằng đây là cái cơ hội rất tốt để hai cháu có thể tìm hiểu thêm. Và nếu sau này tiến tới hôn nhân được thì đó là cái điều mong ước của gia đình. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú ạ. Bây giờ mở rào cho hai ba bạn gặp nha. Mở rào. Chào Nhung, anh có món quà tặng em. Cây này gọi là cây may mắn và em chỉ cần là phun nước phun sương nó thôi là được. Dạ dạ rồi, em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh rồi. Hoa này có nghĩa là ý nghĩa của tên ở nhà của em ở nhà em tên Trang. Dạ thì đây là cái hoa mà em muốn tặng anh, thì khi anh nhìn tới cái này thì anh sẽ nhớ tới em. Còn đây là chiếc vòng mà em cũng đeo nó từ khá lâu, nó cũng khá may mắn, thì hôm nay em muốn tặng anh, thì khi nhìn chiếc vòng này anh sẽ nhớ em. Thôi dễ thương quá. Cảm ơn anh Minh. Thì cũng đến với chương trình thì em cũng tặng cho bạn nữ và quý vị khán giả một bài hát. Từng ngày bên ngoài muôn phiền trôi qua, giật mình nhìn lại thấy anh đã già. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người. Rồi bỗng một ngày như chưa về tuổi 20, là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười. Em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi. Lại sợ em sẽ từ chối nên anh mới viết ra tâm tư lòng này. Là anh đã đi hết một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà sao trái tim vẫn còn... Dạ cái này đang hay mà thiệt tình. Thường thường em hát hay bị thiếu lời lắm chị ạ. Nên hôm nay là em cũng xin cảm ơn khán giả đã lắng nghe. Tại vì bài hát vẫn chưa được tròn vẹn, và có thể là sẽ tròn vẹn hơn khi mà hát trực tiếp cho em được nữa, một lần nữa. Rồi, một bài hát rất ý nghĩa mà giọng của Vũ rất là hay. Được cái cậu ấy rất là tự tin nữa ha. Khi chú nhìn em, thấy em mà qua bức rèm thì anh tưởng tượng em là người như thế nào? Anh cũng nghĩ là em sẽ là nhỏ nhắn. Dạ. Thì anh cũng thấy em rất là dễ thương và xinh xắn. Dạ, em cảm ơn. Nụ cười rất là tươi. Và dạ, anh cũng mong muốn là anh sẽ mang lại cho em một nụ cười như thế luôn. Và luôn luôn hiển thị ở trên môi của em. Quan niệm về tình yêu của anh như thế nào? Tình yêu là quan tâm, lắng nghe và chia sẻ giống như em có nói. Em cũng nói luôn là quan điểm về tình yêu của em là yêu là không phải là nhìn nhau, mà cùng nhau nhìn về một hướng. Trong cuộc sống có những cái mà không phải lúc nào cũng là tươi đẹp hết. Có những bất hòa hoặc là mâu thuẫn, nhưng mà cùng nhau cố gắng để vượt qua nó, chứ không phải là để làm cho mọi thứ càng ngày càng trở nên xa cách hơn. Nên trao đổi và nên lắng nghe nhiều hơn, đúng không? Dạ, nghe. Anh biết nấu ăn đúng không? Đúng rồi, anh nấu ăn được, có nghĩa là biết ở dưới này mấy cái món đấy thì món cơ bản hết rồi, cơ bản dạ, thì ai cũng làm được cả. Dạ. Còn anh ví dụ như là nấu ăn hàng ngày bình thường là vẫn được. Anh chỉ như thế, chứ còn món nhậu thì anh chịu rồi. Dạ, anh có uống bia không? Anh có uống chứ, uống bia, uống rượu, nhưng mà uống ít. Dạ. Cảm nhận nhiều về tóc của bạn nam như thế nào? Tại vì lúc nãy em cũng đề cập cũng khá là nhiều về khoản là tóc tai, nên hôm nay là nhiều khi em cứ cảm nhận thoải mái thôi. Khá sực rồi. Khá sực rồi. Nhưng mà dễ thương rồi đúng không? Dạ. Cũng sốc và ấn tượng. Tóc tai thì không quan trọng nữa rồi. Bây giờ hai người làm sao mà hiểu nhau nhiều hơn, chăm sóc nhau nhiều hơn mới là điều quan trọng ha. Em đi làm ở quận 2, nếu vậy là hàng ngày em đi một khoảng cách di chuyển cũng khá là xa về Biên Hòa đúng không? Đi về về là khoảng 60 km. Thời gian mà em chạy trên xe như vậy là anh thấy cũng thấy là khá là cực. Sau giờ làm em còn phải đi học nữa. Thì cái lịch học của em là thường là như thế nào vậy? Dạ, em học vào thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Nếu vậy là em học là môn gì vậy? Dạ, em học tiếng Hàn. Tiếng Hàn hả? Dạ, công ty của em là công ty Hàn Quốc. À. Dạ, hiện tại em đang sống ở... Anh đang sống ở quận Tân Bình. Em thì ở Biên Hòa, làm thì làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà chiều về Biên Hòa thì nếu như mà hẹn hò thì sẽ như thế nào anh? Nếu vậy thì chắc là chỉ có cuối tuần, anh thấy là như vậy thì sẽ phù hợp với em hơn đúng không? Em thì xa mặt cách lòng.
Con gái thì thường là luôn muốn được quan tâm. Cũng muốn là có sự quan tâm và lắng nghe và chia sẻ đúng không? Dạ. Thì thường thường anh cũng bận vào ngày thứ ba và ngày thứ năm. Thì có thể là mình sẽ sắp xếp để cho phù hợp hơn. Sắp tới thì anh cũng đang phát triển về kinh doanh ở bên khu vực bên chỗ quận 2 nữa. Thì có thể là sẽ gặp em nhiều hơn. Rồi bây giờ mỗi người hãy nhìn nhau, mỗi người nói một câu nữa thôi. Cảm nhận của mình hiện tại, mình đang suy nghĩ như cái gì về người ngồi trước mặt của mình? Anh nghĩ là anh em, anh và em cũng cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu với nhau. Thật ra thì em tới đây không phải là để tìm hoàng tử cho mình. Tại vì hoàng tử thì cao lắm, em với cũng không tới đâu. Em chỉ mong tìm được một người mà trong mắt người ấy em là duy nhất. Với em thế là đủ. Anh thấy rằng cầu Vũ là một người rất là bản lĩnh, tự tin, có thể đem đến hạnh phúc cho em đấy. Cô gái bên kia là cô gái rất là dễ thương, cũng có bản lĩnh ha. Hy vọng là ngày hôm nay hai trái tim sẽ cùng hòa chung một nhịp đập. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha, trước khi tôi bấm nút. Bởi bấm nút là chúng ta trao duyên với nhau. Suy nghĩ thật kỹ. Ba mẹ các bạn đang xem, đang theo dõi, và tất cả bà con họ hàng cũng đang theo dõi đó. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời bạn. Sao em lại không bấm vậy? Dạ em thấy có lẽ là em và anh ấy nên làm bạn của nhau thì sẽ tốt hơn. Tuy là chúng ta không thể cùng nhau nhìn về một hướng, nhưng mà chúng ta có thể làm bạn của nhau. À, ok, chào em. Tiếc quá, anh cứ nghĩ là hai người bấm chứ. Đây là một chàng trai cũng khá tuyệt đấy em. Trái tim của chưa có rung động sao xuyến thì mình cũng phải thông cảm thôi. Vì tình yêu nó phải có sự rung cảm ha. Hàng triệu khán giả vẫn đang xem truyền hình. Để có hàng triệu cô gái cũng sẽ bấm nút cho Vũ. Và có hàng triệu chàng trai sẽ bấm nút cho em. Hy vọng là hạnh phúc sẽ sớm đến với hai bạn nha. Dạ rồi em cảm ơn. Rồi em cảm ơn. Mời nhà trai. Rồi mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Ngồi đi cưng. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Hiền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn gái và chào tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Khánh Triều Phong, năm nay con 26 tuổi. Hiện tại con sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang làm giám sát bán hàng tại công ty sữa cô gái Hà Lan. À, từ quê con đâu? À, quê Sài Gòn luôn à. Sài Gòn luôn, quận mấy con? Dạ, quận 1. Bên nó nhanh nhẹn dễ sợ luôn như một làn gió vậy đó. Bây giờ mình cũng vậy đi con. À, dạ con tên là Phan Thị Dung, năm nay con 25 tuổi, đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Con làm thu ngân ở một cửa hàng điện thoại. Đàn ông bán sữa, con gái thu ngân. Đàn ông bán sữa, con gái thu ngân. Dễ thương. Cho con cho đàn trai biết điểm mạnh điểm yếu của con đi. Dạ điểm mạnh của con là hay cười nhưng mà cũng hay khóc. Đôi khi đàn ông mà thấy rơi nước mắt họ nhói lòng lắm, cái gì họ cũng ok hết con. Đàn ông sợ nước mắt lắm. Con nhà trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu giùm tôi đi nè. À, điểm mạnh của con là con có thể nói chuyện được thoải mái với mọi người, hòa đồng, vui vẻ, không có kén bạn. Còn về điểm yếu là đầu tiên là con ít tâm sự với mọi người, con hay ít nói chuyện. Thứ hai là con không biết bơi. Ờ, có đó đâu yếu đâu cô, đâu biết bơi đâu con. Sợ, tại ai cũng biết mà, vậy hả cô? Tại cô dân cũng biết bơi mà sợ nước nó tràn ra. Vậy cô cũng giống con hả cô? Không biết bơi là mày mốt là phải tập bơi cho con. Đàn ông mà không biết bơi là dở lắm, thiệt sự á. Nhưng mà con có mấy mối tình rồi, Triều Phong? À, hiện tại là con có hai mối tình gọi là sâu đậm nhất. Thì một mối tình là năm con học lớp 10 cho tới lớp 12. Lớp 10 yêu rồi đó hả? Dạ. Rồi, rồi mối tình dạ. Thứ hai là mấy năm? Thứ hai là 6 năm, gần 6 năm. Trời ơi. Là từ năm đầu đại học cho tới tháng 2 năm ngoái. Nhưng mà sao chia tay con? À, tại vì do có một thời gian là con làm việc khá nhiều quá chứ. Nên không có tập trung vào cái vấn đề gọi là tình cảm nhiều được. Thì dẫn tới là cái sự quan tâm không có nhiều. Đúng rồi. Dạ. Đàn ông mà không quan tâm phụ nữ tội nghiệp người ta. Dạ. Thế nào ta cũng bỏ mình à. Dạ. Tại vì á, phụ nữ là cần chăm sóc, quan tâm con. Dạ. Con á, để nữa chú nói nghe là những người đàn ông mà ít quan tâm phụ nữ là thật sự là tội nghiệp phụ nữ là cái nhất. Cái thứ hai là chắc chắn có người khác quan tâm là họ cũng không quan tâm tới mình đâu. Họ sẽ chia tay mình đó. Dạ. Thành là nhớ quan tâm họ nha. Dạ. Rút kinh nghiệm quan. Còn con thì sao nè? À, dạ con thì cũng có hai mối tình. Thì một mối tình là năm cách đây 2016. Đồng nghiệp nhưng mà là ở tỉnh khác. Mối tình thứ hai thì cũng mới năm ngoái đây. Là cũng đồng nghiệp luôn. Nhưng mà do là
bạn đó không có được quan tâm, với lại không có hiểu mình á. Không quan tâm con, thành ra con chia tay đúng không? Dạ. Đúng như trường hợp bên kia. Nãy tôi nói hay đó, không? Và không quan tâm người ta chia tay à? Dạ. Ừ, chào chú. Nghe xin được. Cái người mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Dạ, bạn trai chỉ cần cao trên 1m7 à. Rồi. À, với lại người thì mập mạp một xíu thì càng tốt. Ngon. Chết cha, sao tôi cảm nhận nghe, tôi cảm nhận tại nay tôi đứng thấy lúa đầu ra hàng rào luôn đó. Cao à, ngon. Ừ, ngon à. Đang chờ cô. Đằng trai người ta cao lắm. Mà có hình dung nè đó, y chang những gì có hình dung luôn á. Cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó thì cao bao nhiêu? Dạ còn bằng con à, 6'7", 6'8". Rồi thôi không đụng hàng rồi, vậy đủ rồi. Tôi sợ đụng hàng bên đây thôi. Thích điều gì đàn ông hả con? Dạ con không thích là ví dụ như mà những lúc mà hai người mà giận dỗi nhau á, thì đừng có nên im lặng cả hai vậy. Ví dụ như con im thì bạn nên nói, hoặc là đôi lúc mà bạn nói thì con sẽ im dạ, lặng để im nghe là... Dạ con nói. Con nói chứ. Nói dạ. Mà phụ nữ kỳ lắm nha. Người ta nói ra thì nó cãi bướng, im lặng đi. Còn ta không nói thì thế sao không nói, kỳ vậy. Làm sao để vừa lòng phụ nữ. Ủa, về cách nói thì sao? Vấn đề là cách nói thôi, giống như cho tiền á, không bằng cái cách cho, hiểu không? Phụ nữ khó hiểu quá. Đó, bây giờ con nói cho cô Hương biết đi. Dạ. Con muốn cái bạn gái của mình á sẽ là một mẫu hình như thế nào? Cũng nói nhiều hoạt bát một chút xíu, rồi cũng chia sẻ được những câu chuyện trong công việc hay là gia đình này nọ. Rồi ngoài ra là đừng có quản lý con quá chặt. Giống như ví dụ như là con tính chất công việc của con cũng hay đi tiếp khách, thì cũng đi về khuya tầm 11 giờ mấy 12 giờ. Thì khi mà con đi tiếp khách con sẽ báo là hôm nay con sẽ đi tiếp khách gặp ai đó, đó. Rồi sẽ... Tại vì thói quen con là đi tiếp khách không có mở điện thoại. Thì cũng đừng có gọi nhiều quá. Rồi còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì con cũng không có gọi là kén chọn lắm. Chỉ quan trọng là mình hiểu nhau, nói chuyện với nhau được là sẽ ok hết. Con 1m bao nhiêu? Dạ, con 1m91. Con 1m91? Dạ. Bây giờ lỡ cô bạn gái đây có 1m50 giờ con tính sao? Dạ, hồi nãy con okay có nghe là 1m67 rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi sẵn này hỏi là con đi với ai? À, dạ con đi với mẹ con à. À đâu? Thì nói chung nhìn con bé này dễ thương thì chỉ có là chị cũng muốn là hai đứa có thể tìm hiểu nhau. Thằng bé này nó hiền lắm, ở nhà thì nó hiền lắm. Uống sữa không mà thành ra dạ, nó hiền quá trời. Nó đi làm thì nó lanh chứ thật là nó hiền lắm. Dạ. Dạ thành ra chị bé này thì rất là dễ thương. Chị nhìn chị thích lắm á. Đó, vậy là mẹ chịu rồi đúng không? Dạ. Okay. Rồi vậy con đi với ai? Dạ con đi với bạn con. Con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Con là bạn của Dung, cũng là đồng nghiệp. Thì Dung, đối với Dung thì thực sự là Dung rất là mít ức. Nói chung là buồn xíu ai chọc xíu dễ giận dễ khóc lắm. Nhưng mà khi mà Dung mà bắt được sóng của Dung thì Dung mới nói là tràn lan luôn. Nó tâm sự khi mấy tiếng đồng hồ cũng được không sao. Nói chung là mỗi người bên đây anh này thì tại thấy là cảm thấy là rất là ok với Dung á. Thì nếu được thì mình cứ tìm hiểu thử. Nói chung là Dung cần một người nào đó quan tâm Dung. Và đừng có vô tâm với Dung quá. Tại vì những người trước thì hơi vô tâm với Dung. Nên làm bạn buồn hoài. Dạ. Sao? Mở rào ha? Mở rào. Rồi. Ông hô lên đi. Cái rào này nó khi nào ông hô nó mới mở. Mở rào. Đầu đi Phong. Lướt qua luôn. Chào anh. Tấn công. Chào em chứ chào bạn gì nhỏ tuổi hơn mình mà. Anh có một món quà tặng em nha. Dạ rồi em cảm ơn. Okay, cảm ơn. Rồi tặng mình mở ra không? Coi nè, mình giới thiệu cho mọi người có quà gì nè con. Dạ anh tặng cho em một cái ví. À. Dạ ví màu đỏ. Ví màu đỏ ở trong có tiền không con? Dạ để con coi thử. Ít nhất bỏ 50 ngàn á. Chết cái con quên. Dạ quên chưa hả? Chưa rồi, bỏ gì hết. Vậy hả? Ok rồi xíu nếu mà có bấm chuông thì tí nhớ bỏ vô nha. 50 dạ. ngàn nha. Dạ. À, em có gửi tặng cho anh một hộp sô-cô-la. Thì sô-cô-la nó ngọt như em vậy á. Nhưng mà đôi lúc nó hơi đắng đắng xíu. Ok, cảm ơn em. Dạ. Sao vậy con? Sao con cho ta ngọt ngào xong con cho miếng đắng đọng lại là sao con? Dạ không, con thấy sô-cô-la cũng sữa không mà chắc cũng không có đắng lắm đâu con. Dạ. Dạ. Hai đứa nó cũng hợp nhau ghê nhờ, đứng sát nhau chú coi coi. Dạ. Rồi. Xứng con lắm gái cũng cao ghê, bộ xứng ghê á. Hay là đẻ con đẹp nữa nè. Thường thường Dung làm công việc là mình có làm ca hay là mình làm theo giờ hành chính ha? Dạ tại vì công việc của em là làm theo ca. Làm theo ca. Dạ, mà thường thường làm ca tối. À làm ca tối nhiều hơn. Dạ. Nhưng một tuần mình có khoảng có nghĩ là mình ốp một ngày mà phải không? À, dạ không có ốp nhưng mà thường thường vì tình yêu nên em sẽ ốp à. Hay quá. Em có thể đăng ký lịch bận được. À. Dạ. Với lại đôi lúc gấp thì em cũng có thể sắp xếp nhờ người làm được. Tình hình này chắc tôi nghi nó chuyển qua bắn sữa. Em thường có hay đi du lịch không?
Dạ lúc trước là có nhưng mà dạo này thì hết rồi anh. Tại vì công việc nó nhiều quá. Dạ. Rồi đi bằng xe máy hay đi bằng máy bay hay xe đạp? Dạ em thì em thích đi xe máy. Nhưng mà chưa có ai đi với em hết. Dạ xưa giờ là thì chưa có. Thì em cũng rất là thích đi du lịch bằng xe máy. Dạ. Thì hôm nào có dịp thì mình đi chung. Dạ. Công việc của anh hiện tại thì anh làm bên quận nhất luôn ạ. À, đúng rồi, là ở đường Lê Thánh Tôn. Hẹn hò sao đó lần đầu tiên? Có bằng dự định hẹn hò ở đâu? Cái đó chắc là bí mật hai chú Quyền Linh. Không có, phải hỏi ý kiến là lãng mạn. Em thích lãng mạn hay thích ở thành phố Hồ Chí Minh hay đâu đó? Dạ không, tại con nghĩ là thường thường các bạn mà hay khóc này nọ thì sẽ thích lãng mạn nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Gặp mình chỗ nào phun mưa đó, giữa trưa nắng mưa xối xả vậy đó. Hồi nãy anh gặp em á, thấy em lần đầu tiên á thì cảm giác của anh sao? Thấy em như thế nào? À, cảm giác đầu tiên thấy em hiền, rất là hiền luôn. Dạ. Anh cũng ít gặp những người bạn gái nào cao lắm. Dạ. Ừ. Có đúng cái gu của anh là con thích hay không? À dạ, con thích rồi. Đó thì con phải nói cho bạn vui chứ. Còn em, có cảm nhận gì về em? Em thấy cảm nhận đầu tiên rồi, em thấy anh có vẻ là người ấm áp. Nè. Với lại nói chung là tiêu chuẩn của em thì đơn giản là cao hơn em thôi. Là đúng rồi. Ủa? Còn tiếp thế thì mình phải tìm hiểu thêm. Nhưng mà con có cảm nhận là bạn này sẽ là người quan tâm con không? Không có bỏ bê con như những bạn trước không? Chắc là được đó. Đúng không? Dạ. Có quan tâm không? Dạ nói có đi, khẳng định cho người ta. Dạ có cô. Em hay khóc á, hay khóc nhẹ lắm. Nói cái là em khóc. Anh cũng đang tính nói nè, là thật ra là anh rất là sợ những người mà phụ nữ khóc. Rất là sợ luôn. Nên sẽ nói chung là mình sẽ cố gắng làm cho không khóc nhau thôi. Dạ. Có làm nó cũng khóc rồi con. Bây giờ nè, Phong. Dạ. Bây giờ Triệu Phong bước tới nắm tay cô gái ha, nắm hai tay để cảm nhận ha, giao lưu về ánh mắt với nhau ha, xong rồi hát tặng một cái đoạn nào đó cũng được. Con hồi nãy con quên là trong cái nhược điểm con là con hát không được. Nói cái gì đó cũng được. Nói gì đó cũng được. Đúng rồi. Nói từ đáy lòng á con. Rồi bé nữ con đáp lại bằng lời ca tiếng hát đi con. Nắm giọng hai của tay. Con là hay à nha, cái giọng nói con hay lắm á. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Nói cái gì đó, những cảm nhận của mình, những cái cảm xúc của mình hiện giờ như thế nào đó Phong? Thật ra là anh cũng không có hay nói chuyện nhiều. Dạ. Thì nếu mà được thì mình có thể là đi tìm hiểu nhau. Rồi về Đắk Nông anh có thể đi xe máy Đắk Nông cũng được. Dạ gần lắm anh, có 8 tiếng à. Dạ, ok, không sao hết. Bạn để tay vào nút bấm. Để xem đủ điện thì nút sẽ bấm. Tất cả hướng mắt về phía trước. Có không đủ điện thì bấm nó không có kêu hả? Đúng rồi. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ. Rồi. Thích thì bấm. Con nhìn kìa con. Con nữ. Không thích nữ thì nhìn thôi. Kìa Dung. Dung nhìn lên đi Dung. Nào. Nếu cảm giác đây rồi là một nửa yêu tôi thương không của mình đếm thì mình luôn bấm. Được rồi đó. Con đang đợi đếm. Nắm tay với nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ á, bạn nam hướng mắt về ống kính đó, xem gia đình bạn gái Đắk Nông đang xem. Thưa hai bác gì ha. Tụi con xin phép hai bác hẹn hò và hứa cái gì đó nói đi. Con chào hai bác. Hôm nay con cũng với Bảy Dung cũng tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì tụi con cũng bấm nút thì con cũng sẽ là cố gắng là quan tâm chăm sóc Bảy Dung nhiều hơn. Rồi. Dung. Dung nói gì dạ, em chào cô. Hôm nay con với lại anh Phong cũng có bấm nút. Thì con cũng với anh sẽ ra ngoài sẽ tìm hiểu thêm về nhau. Nếu mà được thì con về gặp cô sau. Dạ. Rồi, hay lắm. Bây giờ xin phép hai bác đi Dung cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của Dung đi con. Tham gia chương trình này nó có cái đặc quyền đặc lợi đặc, đó đó con. Cũng lợi. Dạ con cũng xin phép hai bác là cho con đặc quyền của cô Hồng Dung cho con ạ. Cô Hồng Dân á. Cô Hồng Dân. Dạ, cô Hồng Dung cho con. Dễ thương hay sao ha. Những cái ánh mắt bẽn lẽn đó, những nụ cười bẽn lẽn đó, những thái độ bẽn lẽn đó, nó sẽ là một viên gạch đầu tiên trong tình yêu. Mà những viên gạch đó bao giờ cũng thành một cái kết quả rất là tốt đẹp. Họ đã đến với nhau rất là nhiều rồi. Hy vọng ngày hôm nay cũng sẽ là một nền tảng rất tốt để các bạn sẽ đến với những hạnh phúc trọn vẹn sau này nha. Chúc hai em sẽ sớm về chung một nhà. Này, nắm tay nhau, đừng buông rời tay nhau. Nào, bây giờ con móc tiền ra, con bỏ vô bóp. Kệ nó.
có nhiều bỏ nhiêu, bỏ vô bóp 5 ngàn cũng được. Chú còn có 5 ngàn tội nghiệp. Thôi vậy cho luôn đi, còn bắt trả nữa. Luôn đi, chừng nào đám cưới trả lời chú nha. Coi như đám cưới chú khỏi đi tiền con. Dạ, cũng được chứ. Trời ơi, tính quá tính vậy trời. Vậy bớt túi tôi còn có 5 ngàn thôi.